Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Mình là Ngân Đen TV. Hôm nay mình ở nhà xem trực tiếp phiên tòa xét xử ông Lê Tùng Vân và đồng phạm. Vâng, bây giờ mình cũng cho là đã đến hồi kết của phiên tòa. Vâng, mời quý vị và các bạn chúng ta nghe lại Viện Kiểm sát đã yêu cầu hội đồng xét xử tuyên phạt những cái mức án tù đối với các bị can trong vụ án này. Vâng. Đến 4 năm 6 tù. Xử phạt bị cáo Lê Văn Trùng Dương mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tù. Và xử phạt bị cáo Lê Văn Diễn Nguyên mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tù. Xử phạt bị cáo Cao Thị Cúc mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tù. Về xử lý vật chứng áp dụng khoảng 1.46 điểm A khoảng 1.47 của luật hình sự điều 106 của luật hình sự và thu xuống công quỹ nhà nước một điện thoại di động hiệu Apple bị cáo Lê Thành Nhất Nguyên một điện thoại iPhone màu xanh ốp camera có ghi chữ 3D camera của bị cáo Lê Thành Quảng Nguyên một điện thoại iPhone 12 Pro Max của Lê Thành Tùng Dương một CPU viết tắt là HPZ420 và một CPU giả hiệu HPZ440 của nhiều tài phẩm Lê Thanh Diễn Nguyên đưa hội đồng xét xử. Trên đây là quan điểm của chúng tôi về việc giải quyết vụ án, đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc quyết định vì lợi ích. Xin lỗi. Vâng, khi mà chúng ta xem xong đại diện Viện Kiểm sát lên yêu cầu xử những bị can và thì phần đa số là hơn 3 năm tù cho một bị can. Còn bây giờ thì chúng ta phải đợi hội đồng xét xử quyết định cuối cùng. Và như vậy thì cho dù rằng cái kết quả của hội đồng xét xử công bố như thế nào chăng nữa thì là nhóm người này vẫn bị mức án tù giam, quý vị các bạn ạ. Vào hôm qua, từ hôm qua đến hôm nay thì có rất nhiều kênh nói về vụ án này và cũng có một số kênh kể cả ở nước ngoài cũng nói rằng là họ vẫn không ảnh hưởng gì và luật sư của họ thì vẫn cho rằng là cái vụ án này thì còn chưa đầy đủ căn cứ, quý vị các bạn ạ. Như hôm qua thì luật sư của Thiền Am cũng yêu cầu hoãn phiên tòa lại lần hai, thế nhưng mà hội đồng xét xử không chấp nhận và vẫn đưa ra xét xử bình thường. Vâng, mời quý vị và các bạn chúng ta xem tiếp phiên tòa.